Những con giáp bất ngờ đổi vận, cuộc sống thăng hoa, may mắn ngập tràn trong ngày 24 tháng 1 âm lịch, ngày Đinh Mão. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, nếu mà ai đang cảm thấy buồn tủi vì những cái vận đen vẫn còn đeo bám thì hãy lạc quan lên, bởi chỉ cần bước sang cái ngày 24 tháng 1 âm lịch, ngày Đinh Mão thì cuộc đời của các bạn sẽ bước sang một cái trang mới. Trong ngày hôm nay, các bạn sẽ cảm thấy là khỏe khoắn hơn, tinh thần thoải mái lạ thường, nên từ đó sẽ đưa ra được những quyết định cực kỳ chính xác trong công việc. Nhiều bạn sẽ có những cái bước tiến mới, những cái chuyển biến tích cực, sự nghiệp thì thăng hoa, tài lộc thì dồi dào. Vì thế, cái vấn đề tài chính cũng sẽ được cải thiện một cách đáng kể, tiền bạc thì nó có ùn nó đổ vào túi. Một mẹo nhỏ dành cho các bạn trong ngày hôm nay là buổi sáng trước khi thức dậy bước chân ra đường, quý vị hãy chăm chút bản thân, là lượt quần áo, xịt thêm một chút nước hoa và các bạn sẽ trở thành cái tâm điểm chú ý của những người khác giới trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta biết ngày 24 tháng 1 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn nó là ngày Đinh Mão. Cục diện đầu tiên chúng ta có là Mão Tuất là nhị hợp. Vậy nên những người tuổi Tuất sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày hôm nay. Trong ngày 24 tháng 1 âm lịch thì cái vận trình của những người tuổi Tuất khá là suôn sẻ hanh thông, được cục diện nhị hợp quý nhân nó hỗ trợ, công việc tiến hành một cách là trôi chảy, bản mệnh cũng khẳng định được cái năng lực cá nhân, được tập thể ghi nhận, từ đó mở ra nhiều cái cơ hội để thăng tiến. Trong ngày hôm nay, ngày 24 tháng 1 thì các giao dịch làm ăn nó cũng được tiến hành một cách suôn sẻ, thuận lợi. Những người tuổi Tuất nhanh nhẹn và nắm bắt được cái thời cơ tốt, chủ động tìm kiếm và khai thác cái thị trường, nên có nhiều cái định hướng phát triển và cái mục tiêu rõ ràng, chứ không còn mông lung như thời gian trước đây nữa. Một khi mà đã khóa được cái mục tiêu rồi, thì những người tuổi Tuất cứ thế mà triển khai theo đúng cái kế hoạch. Hứa hẹn, kết quả sẽ được bất ngờ, tiền bạc nó cứ ùn ùn nó đổ vào túi. Không những công việc được hanh thông, mà tiền bạc của những người tuổi Tuất, tài lộc trong thời gian này cũng có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc. Đặc biệt là chính tài nó tăng mạnh, nó kéo theo nhiều cái cơ hội được tăng lương tăng thưởng. Người làm công ăn lương thì có thể tận dụng cái cơ hội này để đề xuất tăng lương tăng thưởng với mình. Nói chung ấy cũng rất dễ được cấp trên chấp nhận nếu như mà quý vị đã có những cái cống hiến thực sự là có ích trong thời gian vừa qua. Với một số người thì nói chung ấy còn may mắn được cấp trên chủ động đề xuất tăng lương thăng chức tăng thưởng. Đây cũng được coi là cái phần thưởng động viên khích lệ cái tinh thần làm việc hăng say của các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Nhìn chung ấy thu nhập trong cái thời gian này nó đến từ nhiều nguồn khác nhau. Những người tuổi Tuất cứ làm là có tiền, không bao giờ phải lo cái chuyện túng thiếu. Không những may mắn về tiền bạc và công việc, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng khá là tốt lành. Đó, được nhiều cái cát tinh nó trợ mệnh, nó giúp đỡ. Vậy nên bạn và nửa kia cũng đã thấu hiểu nhau nhiều hơn, không còn những cái khúc mắc, không còn những cái mâu thuẫn. Chính vì thế mà cái mối quan hệ nó ngày càng trở nên sâu sắc. Những người độc thân thì cũng đã tìm được những người bạn đời ưng ý cho mình. Vì vậy mà cuộc sống của những người tuổi Tuất, vận trình nhân duyên thì khá là tốt, sẽ sớm ra mắt hai bên gia đình để tiến hành đến cái chuyện là trăm năm hạnh phúc. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Thưa quý vị, tiếp theo trong cái ngày 24 tháng 1, ngày Đinh Mão, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Hợi. Trong thời gian này, những người tuổi Hợi được cục diện tam hợp Thái Tuế, Hợi, Mão, Mùi, nó tam hợp. Cái vận quý nhân của những người tuổi Hợi khá là vượng, công việc thì được hỗ trợ từ nhiều mặt nên dễ dàng gặt hái được những cái thành quả khả quan. Theo đó, những người tuổi Hợi mạnh dạn, mưu sự lớn, hạ quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu tới cùng ấy, sẽ được ghi nhận bằng những cái thành quả xứng đáng, tiền thì cứ về để túi, tình thì để tim. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay thì bản mệnh có nhiều cái cơ hội để đẩy mạnh cái công việc làm ăn kinh doanh, được hỗ trợ vốn và nhân lực, tỷ lệ thành công cao. Vậy nên quý vị chủ động nắm bắt để biến cái ước mơ của mình trở thành hiện thực. Với những người làm công ăn lương, bản mệnh cũng được cả các thần chính quan nó nhập mệnh, nó soi chiếu, nên là cái vận trình cũng không có gì phải quá lo lắng. Trong ngày hôm nay các bạn sẽ phát huy được cái năng lực khá là tốt, đưa ra được nhiều cái ý tưởng độc đáo và được đánh giá cao. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng phải gì thể hiện cái sự nể phục đối với bạn. Không những may mắn ở cái vận trình công danh sự nghiệp tiền bạc, mà cái vận trình tình duyên của những người tuổi Hợi trong thời gian này cũng không có gì phải đáng ngại. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần quan tâm hơn đến nửa kia của mình.
Đừng có suốt ngày lấy lý do bận rộn làm cái cớ, cố gắng cân bằng cả công việc và tình cảm. Các bạn sẽ thấy cuộc đời này còn nhiều ý nghĩa hơn nhiều. Đó. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình cũng như là để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong ngày hôm nay, ngày Đinh Mão ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Thì cũng giống như những người tuổi Hợi, những người tuổi Mùi cũng được cục diện tam hợp là Hợi, Mão, Mùi nó tương trợ, nó giúp đỡ. Nó dự báo trong cái ngày 24 tháng 1 là cái ngày gặp nhiều may mắn, cát lành đối với những người tuổi Mùi. Các bạn có thể bắt tay vào thực hiện những cái dự án mà đang còn dang dở. Điều các bạn cần nhất bây giờ là cái sự tự tin cũng như là một chút mạo hiểm để xây dựng cho mình một cái sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Cái cát khí trong ngày hôm nay nó cũng cho thấy cái tài vận của các bạn cũng được gia tăng một cách bất ngờ, mang đến cái nguồn thu nhập đáng là ngưỡng mộ. Đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh thì sẽ vô cùng là hanh thông thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, tìm được cái hướng đầu tư phát triển mới, thu nhập về tiền bạc thì cũng ngày càng được gia tăng. Không những may mắn về vận trình tiền bạc, tài lộc, công danh sự nghiệp mà cái vận trình tình cảm của những người tuổi Mùi trong thời gian này cũng khá là bình ổn. Mặc dù đôi khi vẫn còn một chút bất đồng mâu thuẫn trong cái quan điểm, trong cái suy nghĩ, nhưng mà quan trọng là cả hai đều có sự cảm thông, thấu hiểu đối phương và biết cách chăm sóc cho gia đình. Khi mà cả hai cùng cố gắng dung hòa thì cái mối quan hệ tình cảm nó có thể được bền vững, lâu dài và sẽ hưởng cái hạnh phúc trọn đời bên nhau. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày 24 tháng 1, ngày Đinh Mão, không ai khác, đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung trong ngày hôm nay, ngày 24 tháng 1, ngày âm lịch ấy, thì những người tuổi Sửu sẽ được hưởng cái thực thần nó trợ mệnh, nó chiếu vận, sẽ có những cái tín hiệu tích cực trên phương diện tài lộc của những người tuổi Sửu. Nói chung ấy, các chuyên gia tử vi học cũng dự báo công việc kinh doanh buôn bán của những người tuổi Sửu trong thời gian này khá là hanh thông thuận lợi, tiền bạc thì nó có liên tục đổ về túi. Sau bao nhiêu những nỗ lực, những cố gắng, tình hình tài chính của những con giáp này cũng được cải thiện một cách đáng kể đó. Và cũng sẽ khiến cho những người tuổi Sửu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Với những người làm công việc cố định thì trong ngày hôm nay các bạn cũng dễ dàng giải quyết được những khó khăn mà đang vấp phải, khiến cho đồng nghiệp và cấp trên cũng phải ngạc nhiên và về cái hiệu quả của các bạn, đúng không? Nói chung ấy, con giáp này có tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình, nên là khi gặp khó khăn ấy cũng không bao giờ họ chùn bước. Tiếc rằng trong ngày hôm nay thì gặp cục diện là mộc thổ là xung khắc, khiến cho tình cảm của những người tuổi Sửu gặp một chút cái rắc rối khi cả hai đều quá quan trọng cái công việc, ít dành thời gian cho nhau. Vì vậy, những người tuổi Sửu hãy tranh thủ những ngày cuối tuần hoặc là gì, những cái dịp lễ Tết để hẹn hò và hâm nóng cái mối quan hệ tình cảm của mình với người ấy, để cái tình cảm được khăng khít và mọi người sẽ gì hóa giải những cái mâu thuẫn của mình nhiều hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong ngày 24 tháng 1, ngày Đinh Mão ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, trong cái ngày 24 tháng 1 ngày Đinh Mão thì những người tuổi Dần được cục diện là Dần, Mão, Thìn là cục diện tam hội. Cái cục diện tam hội nó xuất hiện trong lá số tử vi ngày hôm nay của những người tuổi Dần, nó cũng dự báo bản mệnh sẽ được quý nhân che chở trong cái việc tìm ra những con đường phát triển của mình trong tương lai. Nhờ vậy mà các bạn càng có thêm cái sự tự tin về những cái lựa chọn của bản thân. Nói chung ấy, con giáp này dần dần hiểu được cái điều mình muốn là gì, cũng biết cái thế mạnh của mình nằm ở đâu. Nhờ đó mà những người tuổi Dần đã hoạch định được cái tương lai cho bản thân với những cái kế hoạch đầy tính khả thi. Các bạn chỉ cần làm theo đúng kế hoạch đã định ý, là có thể đạt được những cái mục tiêu đáng mong đợi trong tương lai. Bên cạnh đó,
Trong cái vấn đề tình cảm thì dù thời gian này khá bận rộn trong những cái kế hoạch cá nhân, nhưng mà những người tuổi Dần ấy vẫn cố gắng dành thời gian chăm lo cho các mối quan hệ của mình. Nhờ vậy mà giữa bạn và nửa kia ấy cũng hạn chế được rất nhiều cái điều hiểu lầm không đáng có. Tình cảm thì ngày càng được tốt lên. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong cái ngày 24 tháng 1 ngày Đinh Mão này không ai khác, đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, trong cái ngày 24 tháng 1 ngày Đinh Mão thì những người tuổi Mão được thiên ấn nhất nhập mệnh. Những người tuổi Mão sẽ đạt được những bước tiến mới trong cái tiến trình sự nghiệp của mình. Nói chung ấy, trong ngày 24 tháng 1 thì các bạn càng mạnh dạn thể hiện thì càng có cơ hội được cất nhắc lên cái vị trí cao hơn. Các bạn đừng bao giờ che giấu cái tài năng của mình, đó là cách để các bạn nhận được những cái điều mình muốn. Dù đang có lợi thế hơn người, những người tuổi Mão cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Quý vị hãy cố gắng học hỏi và trau dồi thêm những cái kiến thức để ứng phó với những cái vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Đồng thời, cái thái độ khiêm tốn cũng sẽ giúp các bạn tránh được cái đụng độ với kẻ xấu, ghen ăn tức ở. Thưa quý vị, trái với công việc thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi Mão trong thời gian này có phần sa sút. Khi xảy ra những cái tranh chấp, những người tuổi Mão nên kiệm lời. Nếu không ấy, rất có thể nói ra những cái lời không hay, làm tổn thương đến cái nửa kia. Nếu mà cứ nóng giận rồi chút cái bực dọc lên người ấy thì cái quan hệ tình cảm sẽ sớm bị rạn nứt. Vì thế, để bảo vệ cái tình yêu, bảo vệ cái hạnh phúc của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 24 tháng 1 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Và trong ngày 24 tháng 1 âm lịch, chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội được đổi đời giàu sang, sắm nhà, tậu xe. Đó là những tuổi sau. Một là những người tuổi Tuất, 2 tuổi Hợi, 3 tuổi Mùi, 4 tuổi Sửu, 5 tuổi Dần và 6 là những người tuổi Mão. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.